Xin chào quý vị các bạn, trên hình bạn có thể thấy để chọn bộ bảng main của Wiko ViewMax. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan phần bảng main của điện thoại Wiko ViewMax lỗi hỏng không lên, khởi động không lên nút 0, cần đổi thay mới main. Quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024-66-75099, di động cao cấp.vn có mọi loại linh kiện trên điện thoại Wiko ViewMax nói chung và phần bảng main của Wiko ViewMax nói riêng thay mới bạn. Các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn, chúng tôi tiến hành thay mới vì các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn về dịch vụ thay mới main, sửa lỗi hỏng main trên điện thoại Wiko ViewMax, các bạn vui lòng liên hệ 024 66 75099. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video tại di động cao cấp.vn.